Xin chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào tiết 2 bài 59 trong vở bài tập toán lớp 3 bộ sách kết nối. Bài tập số 1 yêu cầu các em nối số với cách đọc số đó. Số đầu tiên ở đây chúng ta có số 100.000. Các em sẽ nối đến 100.000 cho cô. Như vậy chúng ta sẽ nối như sau. Tiếp theo 68.204. 68.204. Đây, các em sẽ nối. Tiếp tục 15.015. 15.015. Và số cuối cùng, đây, cách đọc sẽ là 70.000. Các em sẽ nối đến số 70.000, cách đọc 70.000. Xong được bài tập số 1. Những bạn nào mà chưa xong thì các em hãy dừng lại làm xong bài tập số 1 nhé. Cô chuyển tiếp sang bài tập số 2 như sau. Có bài tập số 2 nào. Bài tập số 2 yêu cầu các em là viết số thích hợp vào chỗ chấm. Ta có bài tập số 2A, số liền trước của số 10.000 là số nào? Số liền trước của số 10.000 chính là số 9.999. Số liền sau của số 26.034 là số nào? Số liền sau thì các em lấy số đã cho cộng thêm 1, như vậy chính bằng 26.035. Tiếp theo, số liền sau của số 69.999 chính là lấy số này cộng thêm 1 nữa. Vậy đó chính là số 70.000. Tiếp tục, số liền trước của số 100.000 chính là số 99.999. Cô chuyển sang bài tập số 3. Những ai chưa xong bài tập số 2 thì các em hãy dừng lại để tiếp tục làm xong bài tập số 2. Cô có bài tập số 3 như sau. Yêu cầu các em điền các cái số vào các cái hình còn trống ở đây. Đầu tiên ta có số 10.000, 20.000, 30.000. Đây là các cái số tròn chục nghìn liên tiếp. Như vậy 10.000, 20.000, 30.000 rồi đến 40.000, 50.000, 60.000 rồi đến 70.000. Xong đấy đến số 80.000, 90.000 và 100.000. Xong được bài tập số 3, cô chuyển tiếp sang bài tập tiếp theo. Cô có bài tập số 4 như sau. Bài tập số 4 yêu cầu các em khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Số nào dưới đây có chữ số hàng chục nghìn là 4 và chữ số hàng trăm là 5? Ta có chữ số hàng chục nghìn. Hàng chục nghìn là chữ số 4 đúng không? Trong đây là số có 5 chữ số này. Chỉ có số này là số có 6 chữ số thôi. Vậy ta có chữ số hàng đơn vị này, hàng chục này, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn. Như vậy là cái chữ số hàng chục nghìn là chữ số 4 thì có số ở đáp án A hoặc đáp án D. Có chữ số hàng chục nghìn là chữ số 4. A hoặc D. Nhưng ở hai số này, chữ số ở vị trí hàng trăm, đơn vị này, chục trăm này. Đấy, đơn vị chục trăm. Như vậy, chữ số hàng trăm là chữ số 5 thì chỉ thỏa mãn là đáp án D. Như vậy, cái đáp án D này có chữ số hàng chục nghìn là chữ số 4 này. Và chữ số hàng trăm là chữ số 5. Như vậy, các bạn sẽ chọn đáp án đúng chính là đáp án D. Khoanh vào đáp án D cho cô. Chuyển tiếp bài tập số 5. Những ai chưa xong bài tập số 4, các em hãy dừng lại để làm xong bài tập số 4 nhé.
Yêu cầu các em là viết số thích hợp vào chỗ chấm. Dùng 5 thẻ dưới đây để lập các số tròn trăm có 5 chữ số. Các số tròn trăm là sao? À, các số tròn trăm là các cái số mà gì? Mà có tận cùng là hai chữ số 0. Như vậy hai cái chữ số 0 này này nó sẽ nằm ở sau cùng rồi. Hai chữ số 0 này để nằm ở sau cùng, như vậy các em sẽ sắp xếp ba cái số này thôi. Nếu số 1 đứng đầu, nếu số 1 đứng đầu thì cô có 139 hoặc 193 đúng không? Sau đó thêm hai chữ số 0 vào. Hai chữ số 0 này lúc nào cũng đứng sau rồi nhá. Một đứng đầu thì sẽ có là 139 hoặc 193 này. Sau đó các em thêm hai chữ số 0 vào. Một đứng đầu chúng ta xếp được hai số. Tiếp theo là chúng ta nếu chữ số 3 đứng đầu. Nếu 3 đứng đầu thì các em có thể xếp là 319. Đấy, xong đó thêm hai chữ số 0 vào. Hoặc 391. Rồi các bạn thêm hai chữ số 0 vào. Tiếp tục là chúng ta có sau khi chữ số 1 đứng đầu rồi, chữ số 3 đứng đầu rồi thì các em sẽ lấy chữ số 9 đứng đầu cho cô. Chữ số 9 đứng đầu thì các em có thể lập là 913. Đấy, sau đó thêm hai chữ số 0, hai cái này luôn luôn đứng sau. Rồi, chúng ta lại có 931. Đấy, vì tròn trăm mà, tròn trăm nên là hai chữ số 0 này bắt buộc đứng ở sau rồi. Vậy với ba chữ số này này thì các em cho một đứng đầu tiên thì chúng ta sẽ lập là 139 hoặc 193. Rồi sau đấy thêm hai chữ số 0. Hoặc là ba đứng đầu thì chúng ta có 319 rồi 391 đúng không? Thêm hai chữ số 0 vào. Rồi tiếp tục là số 9 đứng đầu. Chữ số 9 này đứng đầu đây thì các em sẽ lập là 913 hoặc 931, sau đó thêm hai chữ số 0 vào tận cùng là được. Trên đây là cô và các bạn chúng ta đã vừa đi xong được tiết 2 bài 59 trong vở bài tập toán lớp 3 bộ sách kết nối rồi đấy các em. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.